Đây nha, BBQ đang đi picnic. Hello, xin chào các bạn. Đây là Hiếu Vlog nha. Mạnh Idol. Đúng rồi. Xin chào 500 anh em. Đấy, anh em mình chán thành phố rồi, đi vào rừng ở. Thế là giống như mấy anh em đang mới vận chuyển đồ vào. Đang làm thịt lợn, đang bảo quản thịt lợn nhá. Sẽ sống trong này, sẽ đi định cư trong này 1 tháng để tìm đào vàng. Đấy. Đấy, súng đấy. Suối đây. Ô, ông nào đấy? Ôi giời, anh đệ hết rồi. Thì làm gì? Ăn cơm. Anh em già làng bộ đội nào. Mời nhá. Ok. Mời đi, rót rượu vào bát đấy anh. Cơm. Em quay thôi, video thôi. Mắc màn rồi nhá. Chuẩn bị chinh chiến đêm nay nhá. Đấy, điện năng lượng mặt trời. Sáng trưng tối nay. Anh em người rừng sinh tồn trong rừng nha. Có sướng chưa? Đấy, điều kiện thế này đấy. Rồi thôi, cho anh Mạnh ngủ. Người rừng chào các bạn. Đấy có sóng này. Sóng á? Quá vậy. Quá à, đấy có sóng à? Sóng suối. Cái này. Ừ. Bà thổ dân chứ, các bạn thổ dân. Thổ dân nhá. Thổ dân chào bà con. Đấy, rừng núi không các bạn nhá. Đây là điện lưới, là điện năng lượng mặt trời. Ở đây biệt lập với thành phố với dân khoảng 80 cây. Tuyệt vời. Một trải nghiệm sung sướng. Hôm nay các anh em bọn tôi đi làm từ thiện cho muỗi Lào nhé. Anh lên xem nào. Đầu hàng muối đi, đấy. Ôi, đây kìa, có sóng. Ôi, trời, xạo quá. Cái chiều này thì tôi định nghĩ ra rồi, ghen chuông là tôi biết ngay rồi. Từ đây mà có sóng đi. Sóng bằng niềm tin. Ui, nhiều chất bát kêu lắm. Trăng. Đây người ta gọi là liễu liều nhá. Đấy. Picnic. Picnic. Hàng xóm toàn là voi thôi đấy. Đấy. Bây giờ là bao nhiêu? Bây giờ là 19 giờ 25 phút.